Em chỉ lấy tình yêu và tâm hồn người đàn bà của em để viết về bài sóng. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm đi học, em viết văn sang tờ thứ ba. Em không có dự đoán tác phẩm văn học nào hết, vì không có nhân vật nào khổ như hai ca 3 tuổi em. Phát biểu ba câu thôi, Mẫn Khang, cậu bạn học lớp 12A4 trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh đã gây bão khắp mạng xã hội ở kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2021. Gen Y thì khen những đứa em của mình bây giờ đáo để thật, ngày xưa thấy máy quay tự động chạy xa 8 km. Còn những Gen Z xem xem, lứa với Khang, ai cũng vỗ ngực tự hào mà nói, Gen Z chúng mình bây giờ đỉnh vậy đó. Mẫn Khang ngoài đời đây. Tất nhiên, chẳng mấy khi chúng ta được tận hưởng những con ten tràn ngập năng lượng tích cực này. Vậy nên ngay sau khi Mẫn Khang hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông ở môn tiếng Anh, chúng tôi đã túng luôn để làm một chiếc hỏi nhanh, đáp gọn. Để xem ngoài việc dùng tâm hồn người đàn bà để viết bài sống, chàng trai này còn có gì mặn mà nữa, khung. Clip, Mẫn Khang nói về cái khổ của 2K3, bạn nào vừa thi xong vào đây để xác nhận nhé. Ten House và kỳ thi trung học phổ thông năm nay, cái nào drama hơn? Thật sự mình thấy thật khó để mà so sánh đợt thi năm nay với Ten House lắm, phim xem đã thấy vô lý chứ ngoài đời còn lắm thứ oái âm hơn. Khi cầm đề trên tay, nhìn sương sương thôi cũng đã thấy từ cách gia đề cho đến những kiến thức có trong nó đã khiến cho không ít học sinh tụi mình như muốn chết đi sống lại. Những cảm xúc thế này làm gì có bộ phim nào tả hết được mọi người ơi. Cơ mà nói gì thì nói, bản thân mình cũng như nhiều bạn 2K3 khác đều cố gắng hết sức, ôn tập hết mình mặc dù trong tình trạng phải học online. Cái này thật sự phải cảm ơn thầy cô. Nói tóm lại ai cũng cật lực ngày đêm ôn tập xuất quỷ nhập thần lắm để chiến đấu trong hai ngày thi này vì sao chúng ta phải dùng tâm hồn đàn bà mà khung phải là tâm hồn đàn ông để viết được bài sống đơn giản vì đề bài miêu tả vẻ đẹp nữ tính trong bài thơ sống của xuân quỳnh theo mình nghĩ phải dùng tâm hồn của đàn bà thì mới cảm nhận được bài thơ này một cách sâu sắc mình cũng tin rằng nếu những bạn nam không có tâm hồn này nhưng có cảm nhận văn học tốt mấy bạn đó cũng không thua gì tụi mình đâu. Mẫn Khang và những người bạn của mình. Hơn nữa, bản thân mình cũng mong sẽ ra bài sống của Xuân Quỳnh. Trước hôm thi chính thức 4 ngày, mình đã đăng status muốn sẽ được ra bài sống, đơn giản là thích chủ đề tình yêu. Trong quá trình ôn, ngoài những lúc chăm chỉ thì cũng như bao bạn trẻ ghen ghét khác, bản thân mình cũng gặp không ít sự sao nhãn khi ôn thi. Chẳng hạn như đang học bài cứ mãi mê lướt tiktok, chết một vòng các mạng xã hội, sự lười biếng, ăn ngủ. Nói chung 7749 thứ cám rỗ bủa vây. Nghe nói Khang đã thầm thích Jack trong suốt 3 năm, bạn có nghĩ bây giờ nổi tiếng rồi người ta có suy nghĩ lại không? Mình có Jack đã được 3 năm rồi nhưng họ chẳng có hồi âm gì. Tuy không được đáp lại nhưng mình cũng cảm thấy may mắn. Tại vì sự xuất hiện của họ có vai trò giúp mình biết cảm giác yêu là gì qua đó đồng cảm với bài sống của xuân quỳnh để mà còn viết được ba tờ giấy thi môn văn hi hi nhưng rõ ràng nó biết mình thích nó vậy mà nó lơ vậy nên mình chắc chắn một điều dù có nổi tiếng hơn thì nó cũng chẳng để ý đến mình đâu đúng là cái con tình yêu hỏi có dám công khai danh tính khác không cậu bạn chỉ cười e thẹn tóm lại cái khổ của hai ca ba làng tại sao mình nói hai ca ba khổ à vì mình thấy cấp 3 của chúng mình như một bài văn, có mở bài, thân bài nhưng không có kết bài. Tụi mình không có kết bài không phải vì hết thời gian, mà là vì không được viết trọn vẹn. Chẳng hạn như tụi mình không có lễ kỷ niệm tri ân, trưởng thành trước khi thi. Ngoài ra cũng không có lời tạm biệt hay cái gì nhìn lại để nhớ về dấu ấn thời cấp 3 của mình. Với riêng mình thì đó là một nỗi khổ. Một chút dự đoán cho đề thi 2K4 nào mình thấy tác phẩm. Hồng Trương Ba Cha Hàng Thịt cũng hay, hi hi. Clip, Mẫn Khang sẽ làm gì khi thấy có người hỏi, quê mi xà neo.